các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của MNet Sport ngày 15 tháng 5. Barcelona vô địch La Liga, Arsenal dâng cúp cho Man City, MU chỗ trận Lisandro Martinez là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Barcelona vô địch La Liga, không còn phải lo lắng với mọi cuộc bóng đuổi trong vô vọng của hai đội bóng thành Madrid. Barcelona hành quân đến sân của Espanyol với quyết tâm giành chiến thắng để định đoạt luôn cúp vô địch mùa này dù La Liga còn 4 vòng đấu cuối. Nhập cuộc hết sức mạnh mẽ, đội khách Barcelona cụ thể hóa ưu thế vượt trội của mình ngay từ phút thứ 11 bằng pha ghi bàn và tỷ số của Robert Lewandowski. Ghi bàn sớm, Barcelona càng thêm hưng phấn và thi đấu dồn ép đội chủ nhà Espanyol. Phút 20, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách khi lần này Alex Bande là người ghi bàn sau đường chuyền kiến tạo của Pedri. Trước một Espanyol hầu như không có sức phản kháng, Barcelona có thêm bàn thắng thứ ba ở phút thứ 40 sau khi Rafinha có pha căng ngang phần lợi cho Lewandowski đem bóng vào lưới trống. Dẫn trước 3 bàn, Barcelona thi đấu cực kỳ nhàn nhã trong hiệp 2 và nhanh chóng có được bàn thắng thứ 4 do công của Jules Koundé. Đội khách sau đó chủ động giảm nhiệt độ tấn công nhưng hẳn thế trận cho Espanyol. Điều này giúp cho đội chủ nhà ghi được đến 2 bàn danh dự do công của Boado và Joselu. Thắng 4-2 trước đối thủ láng giềng Espanyol, Barcelona với 85 điểm đã giành chức vô địch sớm do hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid tới 14 điểm. Mà La Liga chỉ còn lại 4 vòng đấu cuối. Các cầu thủ viên quá khích của Espanyol tràn vào sân tìm cách tấn công các cầu thủ Barcelona nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh phong tỏa. Toàn bộ các thành viên đội khách phải rút vào đường hầm sân vận động để đảm bảo an toàn. Arsenal dâng cúp cho Man City. Arsenal là đội có phần lớn thời gian nắm giữ ngôi đầu bảng và tưởng chừng như đã chấm dứt được cơn khát danh hiệu sau 19 năm. Nhưng họ đã tự tay ném đi cơ hội vô địch bằng những trận cầu thiệt hại. Và cuộc đấu sức với Brighton là một minh chứng. Dù vẫn còn hy vọng bám đuổi Man City nhưng các cầu thủ Arsenal dường như không tin vào điều đó. Họ thi đấu thiếu quyết tâm và khát khao, đặc biệt trước một Brighton vốn là đối thủ rất khó chịu ở mùa bóng năm nay. Arsenal đã sa sút về nhiều mặt. Sau màn trình diễn không tốt ở hiệp 1, cơn ác mộng với các cổ động viên trên sân Emirates đã đến trong hiệp 2. Phút 51, Estupinan thực hiện đường chuyền từ bên phải cho Enciso đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 86, các phòng thủ chính thức sụp đổ khi Chosa mắc sai lầm chuyền bóng vào chân cầu thủ của Brighton. Bóng bật đến chỗ của Dennis Unda và cầu thủ vừa sân thay người này đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ramsdale ghi bàn nhân đôi cách biệt. Và đến phút 90+6, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta nhận thêm một bàn thua nữa. Estupinan sút bồi cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. MU chối chân Lisandro Martinez. Hè 2022, MU chi 57,5 triệu bảng cho bộ trung vệ Lisandro Martinez từ Ajax. Huấn luyện viên Erik ten Hag đánh giá cao khả năng của cầu học trò cũ và quyết định mang anh tới Old Trafford. Với chiều cao 1m75, nhiều người tin rằng cầu thủ người Argentina khó có thể tỏa sáng ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ khả năng của mình. MU cũng đang xếp thứ tư ở ngoại hạng Anh và tràn trề cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới. The Sun cho biết huấn luyện viên Erik ten Hag đề xuất MU ra hợp đồng với Lisandro Martinez như một phần thưởng trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford. Lisandro Martinez vẫn còn hợp đồng với MU đến mùa hè 2027, nhưng MU muốn chơi chân anh thêm một năm. Đến mùa hè 2028, ở bản giao kèo mới, MU đề xuất tăng lương cho cầu thủ sinh năm 1998 lên mức 150.000 bảng một tuần đến 160.000 bảng một tuần. Trong một chia sẻ mới đây, trung vệ người Argentina tuyên bố hạnh phúc ở sân Old Trafford và nhiều khả năng anh sẽ chấp nhận ra hợp đồng với Man Đỏ. Pogba lại dính chấn thương, phút 21 trận đấu giữa Juventus và Cremonese ngày hôm qua. Paul Pogba thực hiện đường chuyền rồi nhanh chóng nằm ra sân với vẻ đau đớn dù không va chạm với ai. Sau khi đội ngũ y tế vào sân, tiền vệ người Pháp đã bật khóc khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu. Ở ngoài sân, Di Maria và Marc Allegri lắc đầu ngao ngán. Khi thấy Pogba vừa rời sân vừa khóc, Di Maria đã chạy theo vào đường hầm để an ủi. Trận gặp Cremonese là lần đầu tiên đá chính của Pogba, tưởng chừng như cầu thủ người Pháp sẽ có màn trình diễn tưng bừng trước sự cổ vũ người hâm mộ nhà, nhưng không, anh lại phải rời sân trong nước mắt. Kể từ khi trở lại khoác áo Juventus vào mùa hè 2022, khi cầu thủ MU đã phải nghỉ thi đấu tổng cộng 327 ngày, 7 năm lại chấn thương khác nhau, giờ đây anh đứng trước nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Trong ngày Pogba rời sân sớm, Juventus vẫn giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ chiếu dưới. Lão phu nhân có 69 điểm và gần như chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 khi khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 5 đang là 8 điểm. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 15 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MNet Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.